hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống HIVS năm 2019, sáng ngày 25 tháng 11 tại trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Ngọc Lặc, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng quốc phòng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Ngọc Lặc phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIVS năm 2019. Sự tại lễ mít tinh có đồng chí Lê Trường Sơn. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phạm Văn Đạt, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Tham dự tại lễ meeting còn có đại diện các ban ngành đoàn thể, tổ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng quốc phòng toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Ngọc Lặc, đại diện trạm y tế xã thị trấn, tập thể cán bộ giáo viên trường trung học phổ thông dân tộc nội chú Ngọc Lặc và các em học sinh về tham dự đông đủ. Tháng hành động quốc gia phòng chống HIVS năm 2019 được bắt đầu từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 hàng năm. Và năm nay, tháng hành động với chủ đề cùng hành động để kết thúc dịch AIDS Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trường Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, Thanh Hóa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm HIV vào năm 1995. Tính đến 30 tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã phát hiện trên 8.000 người nhiễm HIV và 2.500 người đã tử vong và 100% huyện thị thành phố đã ghi nhận có người nhiễm HIV-AIDS. Hơn 30 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đương đầu với HIVS. Tuy nhiên, mỗi năm vẫn phát hiện nhiều trường hợp nhiễm mới, tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng tăng, số người được trị thuốc kháng virus chưa cao trong tổng số người nhiễm HIV. Cùng với cả nước, các hoạt động diễn ra tại tỉnh Thanh Hóa và huyện Ngọc Lặc nhằm hướng tới đạt được mục tiêu 909090 mà Việt Nam đã cam kết với Liên Hợp Quốc nhằm tiến tới kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. Điều đó có nghĩa là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng virus để kiểm soát lượng virus ở mức thấp để sống khỏe mạnh và làm giảm nguy cơ lây truyền HIV cho người khác. Các mục tiêu 909090 có liên quan mật thiết với nhau, từ tiếp cận với những người có hành vi nguy cơ cao để tư vấn dự phòng lây nhiễm HIV và tạo cơ hội tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm HIV khi một người nhiễm hiv cần được kết nối với dịch vụ điều trị arv và duy trì tốt việc tuân thủ điều trị nếu đạt được ba mục tiêu quan trọng này thì chúng ta có thể phát hiện được hầu hết những người nhiễm hiv trong cộng đồng điều trị được hầu hết những người nhiễm hiv với kết quả điều trị tốt giảm tối đa khả năng lây nhiễm hiv cho người khác người đã nhiễm hiv có cuộc sống khỏe mạnh trong tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS, viện sẽ tập trung tăng cường tư vấn cho người có nguy cơ cao thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, hỗ trợ người nhiễm HIV tiếp cận các dịch vụ trợ giúp y tế hỗ trợ về y tế và tuân thủ điều trị, lồng ghép tuyên truyền vào các cuộc họp tại địa phương, tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống HIVS nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, hiểu rõ về bệnh HIVS và các biện pháp phòng chống, không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và gia đình của họ, từ đó tích cực tham gia đẩy lùi, tiến tới thanh toán căn bệnh thế kỷ này vào năm 2030. Tổ chức tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố chính trên địa bàn, tuyên truyền trực tiếp tại một số chợ và các điểm công cộng có đông người dân tham gia góp phần nâng cao ý thức người dân trong sự phòng lây nhiễm hiv và tham gia các hoạt động phòng chống hivs tại cộng đồng